Chào các bạn, hôm nay Hảo sẽ giới thiệu đến các bạn một thể loại tranh phố hoa. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn vào hình quả chuông để nhận được những video sớm nhất nhé. Mẫu hôm nay chúng ta vẽ thì không phải là tranh vẽ nha các bạn, mà nó là ảnh chụp. Mà đã là mẫu ảnh chụp thì thường nó khó hơn mẫu tranh à, tại vì thường thường là khi mà cái người họa sĩ người ta vẽ thì người ta sẽ nhìn vào cái mẫu thực và người ta sẽ đơn giản hóa một số chi tiết đi à, giúp cho những người học vẽ như chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt hơn từ màu sắc đến hình khối và mảng miếng nha các bạn. Việc đầu tiên là chúng ta phác tranh. Phác tranh thì các bạn hãy xác định tâm của bức tranh và trục ngang, trục đứng của cái bức mẫu nha các bạn. Sau đấy ở cái bức tranh này chúng ta hãy tìm ra cái nửa điểm xa nhất của con đường ấy so với tổng chiều đứng của bức tranh. Ở những cái bức tranh mà có cái con đường hoặc là nhà cửa mà nó liên quan đến bàn tay con người này thì các bạn lưu ý cái phối cảnh nhé. Tại vì nếu mà bạn mà dựng không cẩn thận thì nó sẽ dễ bị không chắc hình như các bạn. Nhìn bức tranh nó méo mó. Bức tranh này cái diện tích cây nó chiếm gần như hầu hết bức tranh này, ra là những cái nhà cửa thì cũng có thể chúng ta phác nó tương đối đơn giản, còn những cái gốc cây nọ kia thì cố gắng phác những cái hình nó tương đối ok một chút. Lưu ý là khi mà chúng ta phát những cái tán cây này, ta phát mờ thôi các bạn. Phát thường thường là nó sẽ nhỏ hơn cái bức mẫu một chút. Xong rồi phát thật là mờ. Tốt nhất là các bạn hãy sử dụng cái màu xanh dương pha trắng hoặc là xanh da trời pha trắng để cho nó đồng với màu trời tí xíu nữa khi mà chúng ta lên ấy. Lỡ mà màu trời mà chúng ta không có đè hết được thì nó vẫn hòa chung với màu trời các bạn. Phát luôn cái hình dáng của cành cây luôn. Bây giờ chúng ta sau khi phát xong là đi vào bước vẽ. Chúng ta sử dụng màu trắng để vẽ cái khung trời màu trắng.
thể đè lên một số cái tán cây để tạo nên cái sự tí nữa chúng ta chấm cây ấy, nó sẽ tạo nên cái sự thoáng của cái lục cây các bạn. Đối với bạn nào vẽ acrylic thì chúng ta vẽ kín luôn cũng được, sau khi vẽ xong thì chúng ta lại phát sau cũng được. Nhưng ở đây là vẽ sơn dầu các bạn. Sau khi vẽ hết cái vầng mây màu trắng rồi, chúng ta lại chuyển qua cái màu xanh dương pha trắng các bạn. Có thể pha thêm một chút màu xanh da trời nữa. Ở cái độ chuyển này chúng ta cũng chuyển êm thôi, tí xíu nữa chúng ta muốn nó làm sắc nét hơn thì chúng ta sẽ nhấn. Chúng ta pha chút màu xanh non, xanh lá và một chút màu trời vẽ những cái cây ở xa tít các bạn. Tiếp theo là chúng ta sử dụng màu xanh rêu và màu xanh lá để lót cái độ tối của cây ở phía xa các bạn. Những cái bức ảnh chụp như thế này là thường rất khó vẽ các bạn. Những cái bạn nào mà non non tay thì vẽ nó bơi hơi bị lâu. Chúng ta, nếu mà bạn nào vẽ sơn dầu thì chúng ta chừa ra cái cây các bạn, cũng chừa cái cây ra. Nếu bạn nào vẽ acrylic thì chỗ đấy chúng ta cũng không nhất thiết đâu. Tại khi mà chúng ta lót một lớp rồi, sau tí nữa là cái màu cái khô sau chúng ta xử lý. Lá cây ở phía gần này chúng ta sẽ lót đậm hơn nhé bạn. Chúng ta lót luôn khối ở phía trên, chúng ta pha thêm màu xanh lá. Lót luôn cái khối của cây. Chúng ta lót luôn mấy cái chỗ xanh lá xung quanh và những cái lùm cỏ phía dưới nha bạn. Lùm cây mà chúng họ trồng ấy, sử dụng màu xanh lá non chúng ta lót luôn cái độ sáng của những cái cỏ phía xa. Lót con đường này chúng ta sử dụng màu xanh dương, màu nâu đỏ này, màu trắng, chúng ta màu tím tím nữa chúng ta lót cái con đường các bạn. Ở đây thì có hai phương pháp, thứ nhất là chúng ta lót luôn cái bóng của cái cây đổ, hoặc là chúng ta lót một màu này tí nữa chúng ta sẽ nhấn đậm và đẩy sáng để tạo những cái bóng nắng của cây các bạn, những bóng đổ của cây đi. Sẽ có cảm giác như ánh nắng nó chiếu xuống con đường. Lót luôn cái độ tối sáng của cái bờ cỏ như vậy. Nhà này chúng ta sử dụng màu nâu đỏ này, màu xanh rêu và thêm một chút màu cái màu xanh non các bạn để chúng ta lót cái ngôi nhà.
lên giọng pha thêm chút trắng nữa. Thực ra là đối với những cái bức nào mà vẽ, những cái bức nào mà vẽ theo ảnh ấy, thì các bạn phải nhìn màu thật là tốt thì chúng ta mới ra được cái chất màu của cái ảnh vẽ của chúng ta. Tất nhiên là không đòi hỏi 100%, nếu không thì nếu mà các bạn vẽ một cái bức ảnh mà giống y chang cái ảnh đấy thì nhìn nó cũng chán, chúng ta phải thêm một chút màu sắc tông mà theo cảm nhận của chúng ta thì cái bức tranh của chúng ta nó sẽ đẹp. Đây chúng ta sử dụng màu nâu đỏ cam, màu xanh non, pha chút xanh rêu nữa bạn, thêm chút vàng nghệ nữa. Nói chung là quan quẩn mấy cái màu đấy, chúng ta tăng giảm tỷ lệ thì nó sẽ ra những cái ngôi nhà hình như vậy. Là cloth màu trung gian, sau đấy tí nữa là chúng ta sẽ đẩy sáng. Ở chỗ cái xanh xanh cỏ đấy là chúng ta sử dụng màu xanh non vàng nghệ, màu trắng, màu xanh da trời các bạn. Có một số chỗ thêm chút xanh rêu. Nếu mà bạn nào mà muốn vẽ cái bóng của cái nắng nhìn nó, tức là nhìn cái bức tranh nó có bóng nắng, thì các bạn vẽ cái tương phản giữa sáng và tối ở ngoài ngoài nắng và trong tối nó mạnh hơn chút là chúng ta sẽ ra cái bóng nắng nha các bạn, ánh nắng ấy. Chúng ta sử dụng màu nâu đỏ, màu xanh rêu, chúng ta nhấn độ tối của cái ngôi nhà đấy các bạn. Đây là đang nhấn khối của ngôi nhà, của cái chỗ sáng tối của cái cỏ các bạn, tạo độ tương phản nó mạnh. Tí nữa khi mà chúng ta hoàn thành sẽ có cảm giác như là cái ánh nắng chiếu lên bãi cỏ.
lót cái lớp lớp cây ẩn ở phía sau cái hoa phượng tím đấy các bạn. Cách chấm lá cây thì các bạn có thể sử dụng nhiều loại cọ như vậy. Có người thì người ta sẽ sử dụng cây cọ đầu nó tròn tròn, nó hơi xù xù ra để chúng ta chấm. Còn có người thì họ sẽ sử dụng cây cọ bẹt để chấm lá. Đấy là tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Những cái lá ở phía trên thì chúng ta sử dụng màu nó đậm vừa phải. Sau khi chúng ta lót lá, chúng ta bắt đầu sử dụng cái màu tím trắng và chúng ta nhấn những cái đẩy lót những cái hoa ở phía trên các bạn. Thường những cái hoa chúng ta lót trước này nó sẽ lót đậm hơn. Khi mà vẽ sơn dầu này thì cái màu lá ở phía dưới và cái màu hoa ở phía trên nó sẽ hòa chung vào với nhau các bạn. Thường nếu mà như thế thì thường là nhìn cái hoa nó sẽ không được sáng, nhưng mà nó có một cái tác dụng tốt, đấy là nó sẽ tạo sự cái màu trầm ở phía dưới và nhìn cái bức tranh nó dịu mắt. Ở những cái bức tranh mà vẽ cái hàng cây như thế này thì các bạn phải lưu ý xa gần nhé. Khi mà chúng ta đẩy tranh nhé, lót tranh chúng ta cũng phải để ý cái tương quan màu sắc nữa, những cái cây ở gần và những cái cây ở xa. Đẩy tranh cũng vậy thì nhìn nó mới có chiều sâu, nếu mà không thì cái cây của chúng ta nó sẽ có cảm giác như là nó không có xa có gần đấy. Tiếp theo là chúng ta sử dụng pha thêm một chút hồng cần sen trắng, chúng ta nhấn lên phía trên các bạn, nhấn cái khối hoa phía trên đấy. Cái bước mà chúng ta sử dụng cái màu hồng cần sen đẩy lên như thế này thì là nó vừa là đẩy sáng lại vừa là định hình cái hình của hoa phượng như các bạn. Những khi khóm hoa phượng ấy, chúng ta bắt đầu có cảm giác như là những cái khóm hoa phượng nó bắt đầu nổi lên. Ở phía cây này chúng ta có thể pha thêm một chút xanh dương nữa để tạo ra cái sắc hoa phượng nó khác hơn so với cái màu hồng cần sen kia. Những cái điểm tiếp giáp giữa trời và hoa phượng thì bạn lưu ý nhé, sử dụng cái cọ nó vừa phải thôi, chúng ta nhấn cẩn thận kẻo mà nó bị cứng. Lót cái màu tím đậm ở phía hai bên con đường, tí nữa chúng ta chấm cái hoa phượng rụng ấy.
sau khi lót xong chúng ta bắt đầu sử dụng cái màu đen và màu xanh rêu để chúng ta vẽ cái cây nha các bạn. Lưu ý là cái hàng cây này, cái bước này cũng rất là quan trọng, cái bước định hình, cái hình dáng của cái cây phượng. Nhất thứ hai nữa là nó sẽ tạo ra cái độ xa gần các bạn nhé. Ở cây phía xa thì sẽ gần và sẽ màu sẽ nhạt hơn là những cây ở gần gần. Càng về phía trên thì chúng ta sẽ sử dụng cọ nhỏ hơn, sử dụng cọ tỉa. Cây gần sẽ to hơn và cái khoảng cách nó sẽ xa hơn các bạn. Ở cái bước mà phác những cành cây này thì các bạn để ý là phác chúng ta nhìn kỹ những cái hình dáng uốn lượn như độ nghiêng ngả của cái cành cây nhé. Tại vì ở đây là chúng ta vẽ cái phố nhưng mà cái cây hoa phượng chín gần như là gần hết bức tranh rồi. Thành ra là những cái cành cây này chúng ta vẽ thật là duyên dáng. Nó là cái chính. Các bạn phải nghiên cứu kỹ những cái cành cây, những cái uốn lượn của cành cây thì cái bức tranh chúng ta mới đẹp được. Cái cành cây nhỏ phía trên chúng ta sử dụng cỏ tỉa nhỏ nhé các bạn. Ở một số cái khóm hoa chúng ta có thể chừa ra không vẽ lên nha bạn nhé. Tức là có chỗ thì chúng ta đè lên cái khóm hoa, cũng có chỗ thì chúng ta chừa ra. Sử dụng cái màu nâu đỏ vẽ luôn cái khối của cái cây. Sử dụng màu xanh rêu để nhấn tối cái ngôi nhà các bạn. Vậy chúng ta sử dụng màu cam rêu nó nhẹ, bây giờ thêm chút rêu nữa, thêm chút cam chúng ta nhấn cái ngôi nhà. Cái độ tương phản mạnh thì nó sẽ ra cái ánh nắng nha bạn. Những cái gần sẽ rõ nét hơn, cành cây gần sẽ to hơn các bạn. Bây giờ chúng ta sử dụng cái màu tím hoặc sen, chúng ta nhấn sáng cái những cái cành ở phía xa các bạn. Cái khóm hoa ở phía xa ấy. Ở một số chỗ thì chúng ta có thể pha thêm xanh dương trắng nữa thì chúng ta nhấn để tạo ra cái nhiều sắc độ của cái hoa hơn. Các
các bạn lưu ý là đối với những cái hoa ở xa xung quanh màu sắc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái bức tranh này là bức tranh hoa phượng ở Đà Lạt nhé các bạn. Biết các bạn đã ghé Đà Lạt chưa? Ở đây thì khí hậu thường nó mát mẻ, lại nhất hai nữa là kiến trúc nó rất là đẹp, những cái kiến trúc của Pháp ngày xưa để lại rất là đẹp các bạn. Thường thường mà ở đây dân ở đây họ muốn xây dựng nhà cửa thì họ phải được duyệt thiết kế thì họ mới được xây, còn những nơi khác thì ta thường là xây tự do. Họ mà tới Đà Lạt thì họ rất là thích nhìn những cái kiến trúc của nó rất là đẹp. Ta cứ nhấn từ xa đến gần nhé các bạn. Cái bức này thì chúng ta sẽ chấm thật nhiều lớp như thế thì nó mới gột tả được cái độ xa gần của cái hàng cây các bạn. Chấm cái hàng cây này thì rất là lâu. Ở một số chỗ thì chúng ta có thể pha thêm một chút xanh dương để chúng ta nhấn tạo ra sắc độ khác của hoa phượng nhé. Ở những cái chỗ tiếp giáp thì các bạn đi nó nhẹ nhàng khéo léo nhé, đừng có tù quá để mà nhìn cái tranh của chúng ta nó sẽ bị cục mịch. Cái màu xanh dương đấy, màu xanh dương đấy chúng ta nhấn đậm như thế, thứ nhất là chúng ta sẽ tạo cái độ đậm, thứ hai nữa là tạo sắc độ khác hơn so với những cái chỗ khác mà. Những cái hoa ở gần thì chúng ta linh động, ta để cái màu nó tươi hơn chút. Nó tương phản mạnh thì nó sẽ kéo cái vật thể tới gần. Lúc này thì thường là chúng ta phải quan sát nhiều, còn nói thì cũng không thể nào nói hết được, bởi vì những cái này hàng cây xa gần này thường nó rất là khó, bởi vì chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều. Thế mà nói ở đây mà các bạn chỉ nghe không thì mà không thực hành thì coi như gần như là nói suông thôi. Các bạn phải làm, phải học thêm mới vẽ được. Nếu mà chúng ta mà không chịu học ấy, nếu mà chấm vào là sẽ mảng màu nó nát tươm, mà nhìn nó không ra xa gần, nhìn nó chẳng ra cái gì hết ấy.
Bây giờ chúng ta nhấn sáng các bạn. Nhấn đậm, bây giờ lại đẩy sáng. Tức là lúc nãy chúng ta đã có lớp trung gian rồi, nhấn đậm xong là đẩy sáng. Thường thường là các bạn thấy là vẽ đi vẽ lại rất là nhiều lần như thế này là không phải là do sửa đâu mà do vẽ nhiều lớp đấy các bạn. Như thế thì nó sẽ tạo ra cái chiều cái nhiều lớp cho bức tranh, nhìn bức tranh nó sẽ đẹp hơn. Đối với một số chỗ mà chúng ta cảm thấy như là nó cái hoa lá nó đặc quá, dày quá, nhìn cái cây cành cây nó nặng nề, các bạn có thể sử dụng pha một chút màu trời các bạn. Các bạn nhấn vào cái khe lá đi, cảm giác như là cái cành cây chúng ta nó sẽ thưa ra, nhìn nó nhẹ nhàng các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng như là nhìn vào một cái lùm cây mà chẳng thấy ánh sáng mặt trời, nhìn nó nặng nề. Ở đây là rừng, xin lỗi, ở đây là phố mà các bạn, không phải rừng, thành ra là cây cối nó cũng những cái cành cây nó cũng thưa hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ bóng thôi, sử dụng cái màu xanh rêu thêm chút tinh tím nữa. Chúng ta nhấn đậm cái bóng của cây phượng. Nhìn cái bóng đổ này thì cái chúng ta có thể phán đoán là cái thời tiết cái giờ chụp bức ảnh này là giữa trưa thì ánh sáng nó đứng. Nhấn đậm cái bóng hoa phượng như thế thì chúng ta sẽ có cảm giác như là ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống con đường vậy. Bởi vậy cho nên có một số bạn đã nói với Hảo là họ đẩy hoài không sáng ở chỗ đấy. Chúng ta nhấn thiếu độ đậm là đẩy nó không sáng được là như vậy. Lúc nãy khi mà chúng ta lót con đường, nhìn con đường nó hơi bị tù mù đúng không? Nhìn không có sáng có tối. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhấn đậm một số chỗ bóng của cây phượng là chúng ta đã cảm giác như là đã có ánh nắng rồi. Nên bây giờ chúng ta sẽ nhấn đậm sử dụng màu vàng, vàng chanh, vàng nghệ và màu xanh dương, xanh lá non. Rồi chúng ta nhấn cái độ sáng của cái con đường ấy bạn, con đường ở phía hai bên ấy. Cái vỉa hè ấy, thì đã cảm giác như ánh nắng nó chiếu lên cái vỉa hè rồi. Chúng ta cũng nhấn sáng cái mái để tạo cái sự tương quan mạnh hơn cho cái kiến trúc nhà cửa chúng ta, cảm giác như ánh nắng nó chiếu xuống rất là mạnh. Pha thêm chút tím, xanh dương, chúng ta nhấn sáng với trắng nữa, chúng ta nhấn sáng một số chỗ của cái ánh nắng ấy. Cái cảm giác như là ánh nắng chiếu xuống rất là mạnh các bạn. Tương tự như thế chúng ta sẽ nhấn cái g của con đường nữa bạn. Nhấn sáng cái cây. Ở đây thì các bạn có thể quan sát kỹ cây, có thể chúng ta nhấn theo cái bóng lá đổ. Với cảm giác như là cái nắng đang chiếu xuống cái cây của chúng ta. Yeah.
ở một số chỗ thiếu đậm thì chúng ta có thể pha thêm chút xanh rêu, chúng ta nhấn đậm. Chúng ta pha chút xanh lá non và xanh lá để chúng ta nhấn nhá một số cái lá hoa phượng, lá của cây phượng ấy còn sót lại. Bắt đầu đẩy sáng những cái lùm cây ở phía dưới. Cái chấm lá cây này thì Hảo sẽ không nhắc nhiều nữa, tại vì Hảo nhắc rất là nhiều trong những video trước rồi. Thế nên là các bạn cứ thế mà làm thôi. Chúng ta lót phối của cái cây, sau đấy bây giờ chúng ta đến bước đẩy sáng. Chúng ta sử dụng cái sắc độ trung gian, chúng ta bắt đầu đẩy sáng và định hình những cái lùm cây. Tiếp theo là chúng ta sẽ đẩy sáng, pha chút bằng chanh hoặc bằng nghệ các bạn. Để đẩy sáng, tạo cảm giác như là ánh nắng nó chiếu xuống ấy. Sau khi mà chúng ta vẽ ok cái lá rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn hoa lên trên, tại vì thường thường là hoa ở phía trên. Sau khi vẽ hoa rồi, vẽ lá rồi chúng ta sẽ vẽ hoa, sử dụng cái hồng cánh sen cam trắng là chúng ta lót đậm ở phía dưới và những nhấn sáng ở phía trên, thêm chút trắng thì nhấn sáng ở phía trên. Sử dụng cái xanh non nhé, và chúng ta nhấn một số chỗ của cái cỏ, còn một số chỗ thì chúng ta pha trắng, một số chỗ chúng ta pha vàng các bạn. Cái màu trắng này các bạn sử dụng cẩn thận kiểu nó bị bạc đấy. Bây giờ chúng ta sử dụng cái màu trời, chúng ta chấm một số cái kẽ lá các bạn. Nhìn ở phía dưới lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy trời. Ở đây thì chúng ta sẽ đi nhiều lớp cái bức tranh này.
giờ chúng ta bắt đầu đẩy sáng. Ở những cái bước này cũng gần như hoàn thành. Bây giờ chúng ta luôn về phía xa quan sát và chúng ta nhấn nhá những cái chỗ sáng của những cây ở gần. Một số chỗ chúng ta có thể thêm màu xanh, chúng ta có thể thêm một chút màu xanh da trời để cho cái sắc xanh chúng ta xanh hơn. Những cái bước cuối cùng thì các bạn nhớ lùi về phía xa quan sát. Tất nhiên là trong quá trình vẽ tranh thì chắc chắn các bạn cũng sẽ phải lâu lâu các bạn để mà ok chúng ta có thể lùi về sau quan sát, đặc biệt là những cái bạn nào mà vẽ những bức tranh lớn ấy. Các bạn cố gắng lùi về sau quan sát nhé, để chúng ta có thể quan sát tổng thể cái bức tranh để điều chỉnh cái tương quan màu sắc của bức tranh, những cái sắc độ đậm nhạt gì đấy. Chúng ta phải kết hợp quan sát, vừa quan sát vừa vẽ, chứ không phải chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta vẽ xong đến hồi nhìn bức tranh của chúng ta nó không được hài hòa. Nhấn nhá thêm một số cái chỗ cành cây các bạn. Thế này các bạn lùi về xa quan sát. Chúng ta là vẽ thì mỗi người mỗi kiểu, thành ra là các bạn lùi về xa quan sát mình cảm thấy thiếu thì chúng ta thêm cành cây vào.
thực ra là cái bước nhấn đậm nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ như là các bạn muốn mọi người nhìn thấy mình đẹp trai thì tốt nhất đi bên của anh nào xấu trai, chứ các bạn mà đi với anh nào đẹp trai quá nhìn chúng ta cũng chỉ làm nền thôi, anh ta dìm nhan sắc của mình. Lại chúng ta đi cái màu hoa nó sáng rồi ấy. Đây khi mà chúng ta nhấn cái cành cây lên thì nó nổi hẳn cái vùng hoa của chúng ta lên các bạn, và cành cây thì đậm hoa sáng ấy. Vì cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng cái màu vàng vàng chanh chúng ta pha trắng, vàng nghệ chúng ta pha trắng để nhấn nhá một số cái điểm của cái cành cây các bạn. Có thể một chỗ, số chỗ thì chúng ta pha thêm cam hoặc là màu xanh non gì đấy tùy các bạn. Thường thường là cành cây thì chúng ta pha thêm cam. Pha trắng để chúng ta nhấn nhá một số cái chỗ mây. Thường là nếu mà bạn nào chưa rành chúng ta có thể vẽ mây trước, tại vì mây ở xa đấy, nếu mà không các bạn không có không biết xử lý thì nó cũng dở lắm. Ok, thế là video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này bổ ích hãy nhấn like, đăng ký và nhấn vào hình quả chuông để nhận được những video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.